Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách import từ bảng kê bán hàng của các bạn vào trong phần mềm kế toán SmartPro Pro khi nhập phát sinh. Thì khi nhập phát sinh hóa đơn bán ra thì khi nhập phát sinh hóa đơn bán ra thì đối với có một số công ty thì chúng ta sẽ xuất rất là nhiều mặt hàng, thì để giảm thiểu thời gian ấy, nếu chúng ta có bảng kê bán hàng trên Excel thì chúng ta có thể cập nhật thẳng vào trong phần mềm kế toán SmartPro Pro. Lúc này chúng ta sẽ vào nhập phát sinh, chúng ta vào nhập phát sinh. Chúng ta chọn hóa đơn bán ra như bình thường và chúng ta sẽ nhập liệu vào. Ở đây ví dụ như mình chọn là công ty năng động, series hóa đơn. Ngày hóa đơn. Và chúng ta chỉ nhập tới tài khoản có tới đây. Ở đây chúng ta sẽ nhấn nút khác và chúng ta sẽ nhấn nút import. Và chúng ta sẽ chọn là import từ Excel. Chúng ta OK. Và chúng ta chọn file mà chúng ta đã bảng kê bán hàng mà chúng ta đã lưu và chúng ta open vào. Yes. Thì lúc này phần mềm nó sẽ import vào trong đây. Hai file cho chúng ta và chúng ta chỉ cần F12 chúng ta lưu lại. Thì các bạn lưu ý là để sử dụng chức năng này á thì chúng ta phải vào mục 1 nhà phát sinh, mục 2 khai báo thông tin và mục 3 khai báo tuyển chọn riêng. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển đến ID là 326 và chúng ta sẽ khai báo cái danh sách user mà được sử dụng cái chức năng này. Thì ở đây mình sẽ khai ví dụ như quản lý ha, thì các bạn F10 các bạn sửa vào. Còn ví dụ các bạn để chữ A là tất cả các user đều sẽ được sử dụng chức năng này. Và một lưu ý nữa đó là cái file mà chúng ta cập nhật vào, cái file mà chúng ta import vào thì các bạn phải nhớ các mã cột nó sẽ là như thế này, cái là mã hàng có, tên hàng, đơn vị, lượng, đơn giá, thành tiền, tài khoản thuế, thuế suất, rồi vân vân. Thì các bạn phải nhớ là cái mẫu nó sẽ như thế này để chúng ta mới cập nhật vào, thì chúng ta mới vào đúng cột chính xác được. Thì sau khi lúc nãy mình đã cập nhật vào thì bây giờ ở trong phần mềm kế toán Smart Pro thì khi chúng ta kiểm tra lại thì phần mềm đã cập nhật vào cho chúng ta cái chứng từ đó và đã tự tạo cho chúng ta phí xuất kho và dòng thuế luôn. Thì như vậy là mình đã import xong từ bảng kê bán hàng vào trong hóa đơn bán ra lúc mà chúng ta nhập liệu. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách import Excel từ bảng kê bán hàng. Các bạn cần liên hệ thêm thì các bạn vui lòng liên hệ trang web phần mềm năng động.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.